Bữa nay đổi qua lấy cái camera quay chay cho cô chú coi cho rõ ràng hơn chút. Bữa giờ quay bằng điện thoại không à. Quay bằng điện thoại thì nhanh gọn lẹ nhưng mà không có được hình ảnh sắc nét cho cô chú. Đó, cô chú bữa nay thấy hình ảnh sắc nét chưa? Hello cô chú đi chay ơi. Bye bye. Trời ơi, kêu hello đi bye bye. Được không? Nha, yeah. Dẫn cái xe ra đây. Không có happy gì hết á, tự làm. Đó, thấy chưa, con làm được mà. Tại sao con không làm mà con cứ đòi giúp chị vậy? Chuyện nào mà khó khăn lắm mẹ thấy con làm không được mẹ mới giúp chứ còn làm được tự làm chứ. Đâu có ỷ lại được. Nó có đi kìa. Đó. Cô chú khoái những cái video clip mà chay ở ngoài trời chơi phải không? Ở trong nhà tù túng quá mà ngoài trời quay ngoài trời đẹp. Đó, coi chừng té nữa đó. Hả? Có mặt nó kìa. Có mặt kìa. Không được đâu hả? Tại sao lại không được? Hả? Có mặt nó kìa. Không được là sao? Không được là sao? Nói mẹ nghe coi. Cái gì vậy? Tự nhiên bỏ xe xong xong rồi đi làm viên làm dáng là sao? Ủa con đi học hả? Ờ đi học với chị, đi học với anh hả? Mà con có thưa mẹ chưa? Thưa mẹ con đi học. Phải nhìn mẹ đàng hoàng chứ. Chay à? Chay chay không có được xé bịch nha chay. Chay. Rồi, đứt dây rồi. Sao hép du được cái này đứt rồi, sao hép du? Rồi xong luôn. Rồi xong luôn rồi đó, xong luôn rồi đó. Trời 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 trời. Trời ơi coi bả phủ phàng không? Đồ mà hết xài được bả dục thấy không? Quá phủ phàng cái con người gì mà phủ phàng. Mà lại đó ngồi giận, tức giận, nóng giận. Bực mình, cáo gắt. Đó, coi giận hờn đó, coi lại tự nhiên lại bãi cỏ thuốc xa đó ngồi. Hả? Sao? Con nè. Con nè đâu? Đứt rồi chứ con nè đâu? Con nè. Con xài được không? Con cầm con còn một bên thôi. Quải bây giờ vỏ bây giờ mà quải hai bên là xưa rồi con. Một bên thôi. Chay ơi, đi ra muốn đi ra coi con cá còn hay còn không? Đi ra kiếm con cá còn không? Đúng rồi, quay bằng cái này sáng rõ cho cô chú coi nè. Ủa, nước lên rồi, cá trôi rồi. Không, cá còn nè, con nè. Cá nè, con nè. Con nè, đây nè, đó. Bị gì á? Bị cá gì bị? Hả? Bị cá bị. Cá bị gì? Cá bị. Bị gì? Cá bị chết rồi. Ừ. Kiếm nữa hả? Có đâu kiếm. Cô chờ nghe. Con đi xa mẹ quá rồi đó. Con muốn trở về bên mẹ không? Em đi xa quá. Đi đâu? Cuộc đời chay là lúc nào cũng có một bà mẹ đi sau lưng vác cái máy cầm cái camera. Hôm nay là ngày thứ hai chay chạy xe đó cô chú. Con cái mặt kìa, muốn giọng không? Trời ơi, sao làm chi khó khăn vậy?
Trời ơi, đó, vậy mới bỏ vô được đó. Làm sao hỏi, làm sao hỏi đứt cái đó luôn đó nha. Hi. Hi. How you doing? You going for a ride on your new bike? Look. Look. Nothing on, nothing on, nothing on. Okay. It's broken. It's broken. Oh no. You like your new bike? Yes. You like your new bike? Yes. Yeah. Cute. Đạp đi con, đạp đi con, cố gắng đi con. Hả? Muốn muốn gì? Muốn đẩy xe hả? Rồi đẩy đi. Kẹp cái giỏ vô nách. À, móc lên đó. Rồi đẩy đi. Rồi đẩy mà đưa cái đích mà lên kìa. Tao chịu đổi, trời chịu đời nổi cái tướng đẩy xe của ba không? Xe làm sao? Tại sao? Chạy tại sao? Tại sao? Cho biết lý do. Hả? Ướt rồi hả? Cái ghế ướt rồi hả? Tại trời mưa đó con. Nay trời không có gió nè, khỏe nè. Xe bị gì rồi? Bị xì cà que. Thổi gì vậy? Cái gì nữa? Đi đâu ạ? À? Có được không? Tôi ngồi ngoài đây giờ nó bỏ tôi lên đó. Thì sao? Xích vô, ừ, rồi xích vô. Chứ con đi đâu vậy? Hử? Để đó đó hả? Rồi con nó liếc tôi kìa, con muốn đập không? Muốn đập nó không? Đó, đem thêm đồ chơi ra nè cô chú nè. Đồ chơi bây giờ bao la? Hết. À, cái nón đâu? Đổi nón, nón bảo hiểm lên. Daddy. Helmet. You need the helmet? Yeah, she asked. Đó. Thấy còn ta coi kỹ lưỡng không? Bước lên xe này là thường thường con nít thường thường á, nó đi xe này bên này á là nó phải đội nón bảo hiểm. Nên là ba nó bắt nó đội hôm qua cái giờ là nó lên xe đội nón bảo hiểm. Coi con ta chấp hành. Baby, you could do it yourself. Chồng Ngọc lạ đời ghê á. Oh wow. Look at this thing. Oh yeah, it works. It got cracked really hard. Oh really? Yeah, look at the top of it. Whoa, beautiful, JD. Yeah, you gotta get on this. Ready? Then one foot on and one foot off. There you go. That's how you roll. Yeah. Yeah, you got it. Yeah. Oh, see, baby, she got it. Yeah, put your hand on this one. See, I told you. Hôm qua không biết chơi mà nay biết chơi rồi đó. Good job. Good job, JD. It's too much work for her. She's like you. Oh yeah, I don't work enough, baby. You think I don't work enough? If it's too hard, I quit. Oh yeah, if it's too hard, I quit. We're not patient, right, JD? Yeah. Yeah. And if it's like it, that requires her to use a lot of her athletics. Yeah, lazy to exercise. Tự nhiên đội nón bảo hiểm mình chạy ngoài còn được không? Superman. JD, come back. JD, come back. Ngồi xuống này. Mày đi đâu? Mày đi xe nãy hả? Rồi, ok. Quất lên. Không, mà đi cái kiểu này là quay video cô chú coi chóng mặt luôn á.
Ngồi xuống đâu. À, ngồi chút nữa lật ngửa té xe nè. Ngồi xuống đâu. Đạp xe. Chị đạp xe hả? Mẹ ngồi xuống. Thôi mẹ ngồi xuống xe đó đó hả? Ok. Chị đạp đi. Wow, chị biết đường, chị biết đi rồi nè. Giỏi. Mẹ ngồi băng ghê vậy. Thôi mẹ không ngồi được, ngồi gãy xe con á. Con kiếm cá hả? Ừ, có coi có con nào không? Chiều nay chị đi câu cá, về cho má chị nấu canh chua. Làm sao chứ? Hả? Hả? Cá kia, cá kia, cá ăn gà, cái gì? Gì vậy? Nói gì vậy? Con cá ăn cái. Con đi kiếm cá mà con đi lẹ quá vậy, sao con kiếm được con cá nào? Con phải nhìn từ từ. Té nha. Đi từ từ thôi. Ừ. Đấy gì vậy? Không có con nào rồi gì? Trời, con phải đi tướng mà nè. Cái giọng kìa. Ghế ướt, ghế ướt. Đó, lỗ của con chứ đâu phải lỗ của ai đâu. Con đi mà con không cẩn thận. Rồi phải đi cái tướng nè. Đúng đúng rồi, không cẩn thận là đi té, đúng rồi. Chó đâu? Trời, con cưng ngứa ngứa. Ngứa ngứa. Hả? Ngứa hả? Ngứa lại cho mẹ ngứa hả? Có được rồi không? Hả? Cái gì cởi quần ra? Ngứa thôi chứ có gì đâu phải cởi quần trời. Ngứa thôi chi đâu cái quần. Rồi đã ngứa chưa? Dạ đã ngứa. Dạ đã ngứa. Trường trường má cái mặt ơi. Nó có trường cái mặt mày quá đi thôi. Mẹ chay mà ở chay hàng ngày. Mẹ còn chịu không nổi mà lấy gì chay cô chú trời. Đâu để ngứa đâu? Ngứa nè. Ngứa đâu chỉ mẹ coi. Ngứa này. Ngứa này nào? À ngứa trên này phải không? Đã ngứa không? Đã ngứa. Đã ngứa. Đúng rồi. Nhìn cô chú chào cô chú cái này. Đúng rồi. Rồi hết ngứa rồi phải không? Cái gì muốn lắc kỳ? Ồ, có nghe tiếng gì không? Con gì á? Hả? Con gì á? Gì vậy trời? Cái con nó làm gì? Có người dõi theo đi, cô chú cứ dõi theo con nó làm gì. Cô chú thấy video bữa nay chất lượng hơn không? Hình ảnh đâu này kia ha. Mấy mà muốn chụp lại hình nó cũng chất lượng hơn đúng không? Tại mấy bữa quay bằng điện thoại rồi. Cái máy nó nặng quá làm biến sách ra. Mà cuối cùng ngồi suy nghĩ trời, bỏ tiền ra mua máy làm chi, cuối cùng không chịu lấy ra xài. Chạy đi khám bạc. Ngứa nữa. Trời ơi. Hả? Ngứa nữa hả? Con chịu đời nổi không? Rồi, đã ngứa chỗ nào đâu? Ngứa chỗ này phải không? Ngồi dây đang quán, ngồi dây đang quán. Ngứa chỗ nào? Ngứa chỗ này phải không? Dạ. Ok, ngứa. Đúng chỗ chưa? Đúng chỗ chưa? Dạ. Chị ngứa miết rồi trời. Cô chú nói quay video chay dài dài cho cô chú coi. Lại đây, lại đây nè, lại đây, lại đây. Lại đây ngồi lên. Rồi. Ngồi lên đây này. Ngồi lên đây đi chay. Trời ơi, móc đầu không ghê, thấy ghê không? Móc đầu luôn kìa, thấy ghê không?
Đi đâu? Đi đâu chạy? Đó, cô chú thấy không? Xe lăn lóc có 3 chiếc là của nó đó. Cái nhà chạy ít điều kiện ghê chú cô chú ơi. Tội nghiệp, xe có 3 chiếc à. Ý là chưa biết chạy nha. Biết chạy rồi chắc quất có chục chiếc quá. Giỏi quá. Cái gì vậy? Xe. Hả? Xe đạp. Xe đạp con rồi hả? Đạp đau rồi hả? Đạp đau. Con người ta tao nhà công nhận thì bảo vệ. Coi con nè. Đầu nó nguy hiểm, nó quýnh vậy trời. Hả? Ừ, 1, 2, 3, 1, go đó. Xe này là năm là lúc mà 12 tháng đó, là dì Hồng cho đó. Trời trời trời, coi làm gì kìa. Trời, móc đầu, dữ rồi. Mẹ chạy theo chạy đuối luôn á chay ơi, mẹ tập thể dục luôn á chay. Nóng người luôn á, nóng rưng người luôn á. Đừng đi ra chi, đi vô, đi vô. Đi vô. Đi vô. Không đi vô nữa, trời trời. Rồi em bé của cô chú đã cởi nón ra rồi. Đi đâu? À, mẹ mẹ ngồi xuống con đẩy mẹ hả? Con đẩy mẹ nổi không? Đó, thấy. À mẹ ngồi mẹ bấm hả? Trời xe rất thích nhõng đầu dễ sợ luôn chay hả?